Chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình Bản tin Tổng giáo phận Hà Nội. Bản tin tổng hợp từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý như sau. Giáo xứ Xuân Bảng mừng kính các thánh tử đạo quê nhà. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên huấn đức chủng sinh phân qua thần học. Làm phép nhà thờ giáo họ Thanh Quang. Đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ giáo họ Kitô. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ tham dự viên hội nghị của Bộ Phong Thánh. Sau đây là phần tin trong Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, trong 2 ngày, ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2023, Giáo xứ Xuân Bảng thuộc Giáo hạt Nam Định đã long trọng tổ chức mừng kính các thánh tử đạo Martino Thọ và Gioan Battista Còn, cùng 134 vị anh hùng tử đạo quê hương. Ngày mừng kính 183 năm các thánh tử đạo quê hương Xuân Bảng cũng là dịp kỷ niệm 35 năm ngày phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam anh hùng. Với chủ đề Cùng nhau nên thánh, chương trình Hoan ca diễn nguyện mừng kính các thánh tử đạo quê hương Xuân Bảng chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 11. Mang âm hưởng hùng tráng với một niềm tin son sắt, chương trình đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Vào lúc 6 giờ 30 ngày 12 tháng 11, các đoàn hội trong giáo xứ tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh các thánh tử đạo quê nhà do cha xứ Giuse chủ sự. Đoàn rước tiến bước trên đoạn đường dài 2 cây số trong bầu khí trang nghiêm. Vào lúc 9 giờ 30, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã long trọng chủ sự thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Xuân Bảng. Suy tư về cuộc tử đạo của các vị thánh quê hương Xuân Bảng, cha tổng đại diện Anton ca ngợi tinh thần kiên trung và sự gắn kết trong một niềm tin của các ngài. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn cùng cầu xin Chúa cho mỗi người con Xuân Bảng luôn ý thức bổn phận là con cháu các thánh tử đạo anh hùng, để bằng sự trung tín và vâng phục trong niềm tin, không bao giờ làm mất đi di sản đức tin quý báu đã được đánh đổi bằng giá máu các thánh tử đạo. Vào Chúa Nhật 32 thường niên, tức ngày 12 tháng 11, các giáo xứ Dưỡng Thọ, Phúc Lâm, Vạn Phúc, họ Quế Dương Bãi, họ Thái Lai, họ Đồng Du và họ Tự Tân chiêm ngắm và bày tỏ lòng mến yêu mình máu Chúa Kitô. Qua ngày trầu, cộng đoàn tín hữu được nhắc nhở về việc luôn biết tìm kiếm Chúa nơi bàn tiệc thánh thể. Trong tuần qua, 53 em thiếu nhi giáo xứ Mỗ Xá thuộc giáo hạt Thanh Oai đã có một ngày đặc biệt và tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần khi được Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về dâng thánh lễ và đặt tay ban bí tích thêm sức. Đúng 9 giờ 30, Đức Tổng giám mục Giuse về tới nhà thờ giáo xứ Mỗ Xá. Chào đón ngài có cha xứ Giuse Trịnh Duy Hưng, quý hội đồng mục vụ, các em thiếu nhi và mọi thành phần dân Chúa. Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của cha quản hạt Phêrô Trần Văn Việt, cha xứ, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý phụ huynh của các em, những người đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Khởi đi từ các bài đọc lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ lý do các Kitô hữu sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội cần lãnh nhận thêm ơn Chúa Thánh Thần, ngang qua bí tích thêm sức để gia tăng ơn Chúa, tiếp tục can đảm bước theo Ngài. Ngài lãnh nhận hồng ân bí tích thêm sức ghi dấu một bước trưởng thành trong đời sống đức tin của các em. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi lòng mở trí giúp các em biết lắng nghe và thực hành theo những gì Ngài hướng dẫn, hầu trở nên những chiến sĩ đức tin trong môi trường sống mỗi ngày. Kính thưa quý vị, vào lúc 18 giờ 15 ngày 13 tháng 11 năm 2023, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong cương vị là bề trên Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa thần học. Những huấn từ của Đức Tổng giám mục Giuse được dựa trên bài viết của Đức Hồng y Lazaro Juhungsik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Trong đó, trọng tâm là ba câu hỏi nền tảng: hội thánh nào, kiểu linh mục nào và loại hình đào tạo thế nào? Theo Đức Tổng giám mục Giuse, câu hỏi thứ nhất sẽ cho chúng ta thấy một diện mạo cụ thể của giáo hội hiện nay với tất cả những thách đố, khó khăn và thử thách. Từ đó, câu hỏi thứ hai được khai mở với một giáo hội như vậy thì kiểu mẫu linh mục nào được chờ đợi như là mong mỏi của chính Thiên Chúa và đoàn dân thánh. Vậy với thực trạng của hội thánh như hiện nay và với kiểu linh mục mà Chúa muốn như thế thì đâu sẽ là loại hình đào tạo phù hợp để đáp ứng những đòi hỏi ấy? Đức Tổng giám mục Giuse đã đặt câu hỏi cho tất cả chúng sinh. Trước khi kết thúc huấn từ, Đức Tổng giám mục Giuse đã cầu chúc cho các chúng sinh sẽ trở nên những mục tử như lòng Chúa và giáo hội mong ước.
tâm tình của tháng cầu nguyện cho các linh hồn vào lúc 9 giờ 30 ngày 14 tháng 11 năm 2023 tại giáo xứ Tiên Hào, giáo hạt Nam Định, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, đặc biệt là các bậc tiền nhân dòng họ Vũ. Hiệp thông thánh lễ có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha quản hạt, quý cha mang dòng họ Vũ trong tổng giáo phận, quý cha, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Vào lúc 18 giờ thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023, tại nhà thờ giáo xứ Đồng Đội, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thi đã dâng thánh lễ tạ ơn và xác nhận danh sách chính thức thành viên tham gia vào ban thường vụ Hội đồng mục vụ giáo hạt Nam Định khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2024. Dựa trên kết quả tín nhiệm của các vị đại diện Hội đồng mục vụ các giáo xứ trong giáo hạt, hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của cha Anton Trịnh Duy Công, đặc trách Ủy ban giáo dân giáo hạt Nam Định, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và dẫn bước ban thường vụ Hội đồng mục vụ giáo hạt Nam Định để mỗi thành viên có thể chu toàn sứ vụ mà Chúa và cộng đoàn giao phó. Sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023, giáo họ Thanh Quang thuộc giáo xứ Đông Lao hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên về dâng thánh lễ làm phép nhà thờ và hang đá Đức Mẹ. Đúng 9 giờ 30, Đức Tổng Giám mục Giuse làm phép hang đá và tượng Đức Mẹ. Hang đá Đức Mẹ tọa lạc khang trang ngay bên trái cổng vào khuôn viên giáo họ với chiều cao 6m và chiều rộng 10m. Đúng 9 giờ 45, Đức Tổng Giám mục Giuse long trọng chủ sự thánh lễ tạ ơn làm phép ngôi nhà thờ mới. Sau 18 tháng xây dựng, ngôi nhà thờ mới của giáo họ đã được hoàn thiện vào tháng 6 năm 2023. Với chiều dài 32m, rộng 12m, cao 17m và tháp chuông cao 38m. Thánh lễ làm phép nhà thờ đánh một dấu mốc trọng đại trong lịch sử đối với con dân trong giáo họ Thanh Quang. Ngôi nhà thờ mới sẽ trở thành nơi gắn kết mọi Kitô hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành đức tin và xây dựng tình hiệp thông vững mạnh. Kính thưa quý vị, vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, hơn 100 nhân danh của giáo họ Kitô thuộc giáo xứ Thụy Phương vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse về chủ sự thánh lễ đặt viên đá góc nhà thờ giáo họ. Hiệp dâng trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô, quý cha trong và ngoài giáo hạt chính tòa, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Ngay từ sớm, trong trang phục chỉnh tề, các đoàn hội và các em thiếu nhi với lá cờ trên tay hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse về với giáo họ. Chung lời tạ ơn với giáo họ trong ngày đặt viên đá góc có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô, quý cha trong và ngoài giáo hạt chính tòa, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý ân nhân và giáo hữu xa gần. Thật ý nghĩa khi ngày đặt viên đá đầu tiên cho nhà thờ giáo họ hôm nay lại trùng vào ngày mừng kính ngày cung hiến hai đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô. Từ đó, suy tư về ý nghĩa của biến cố đặt viên đá góc của giáo họ. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh, nhà thờ giáo họ Kitô tuy khiêm tốn về vị trí, không gian, kiến trúc, nhưng ngôi nhà thờ này cũng đặt đầy đủ mọi yếu tố, mục đích mà giáo hội vẫn thường thực hành trong đời sống đức tin. Đây cũng là nơi Chúa hiện diện, là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, tượng trưng cho giáo hội và là nơi xây dựng tình hiệp nhất. Ngay sau bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã long trọng cử hành nghi thức làm phép và đặt viên đá góc vào cuối nhà thờ. Nguyện xin Thánh Giuse Quan Thầy, Đức Mẹ Maria ban cho cộng đoàn giáo họ Kitô khi thi hành công trình nhà Chúa được mọi sự bình an và biết chung tay góp sức để công trình sớm được hoàn thiện. Sau đây là tin giáo hội Hoàn Vũ. Kính thưa quý vị, theo Vatican News tiếng Việt đưa tin, vào sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các tham dự viên hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức về chủ đề Chiều kích cộng đoàn của sự thánh thiện. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ơn gọi nên thánh là ơn gọi phổ quát, điều đã được Công đồng Vaticano thứ hai nói đến trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Bên cạnh đó, Ngài đã chia sẻ về ba khía cạnh của sự thánh thiện trong cộng đoàn, đó là sự thánh thiện hiệp nhất, sự thánh thiện trong gia đình và sự thánh thiện tử đạo. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay cũng có nhiều vị tử đạo và Ngài đặc biệt đề cao sự tử đạo liên tục của Asia Bibi, một phụ nữ Pakistan bị bách hại vì đức tin. Cộng đoàn tín hữu Trung Quốc luôn lưu giữ ký ức
và tâm tình biết ơn đối với các vị tử đạo truyền giáo đã hy sinh mạng sống để loan truyền tin mừng tại nước này. Người Công giáo Trung Quốc ngày nay đi theo bước chân của các vị tử đạo bằng cách tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô trong thời hiện đại. Các tín hữu cũng bày tỏ lòng tri ân bằng cách đặt tước hiệu cho các nhà thờ mới theo tên của các thánh tử đạo và tưởng nhớ đến các ngài trong các buổi cử hành phụng vụ. Vào thứ Năm, ngày 9 tháng 11, một nhà thờ mới tại giáo phận Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc được đặt theo tên của thánh Jean Gabriel Beboire, một tu sĩ người Pháp thuộc tu hội truyền giáo Lazarist. Ngài chịu tử đạo tại Vũ Xương ngày 11 tháng 9 năm 1840. Ngôi nhà thờ lưu giữ thánh tích của nhà truyền giáo tử đạo này rộng gần 8.000 m2. Trong lễ cung hiến do Đức Giám mục Francisco Xavier Zinzanke chủ sự, 8 tân tòng được lãnh nhận bí tích rửa tội và 11 người được lãnh bí tích thêm sức. Vào ngày 9 tháng 11, Đức Giám mục Giuse Senbin cũng đã cung hiến một nhà thờ mới ở Thượng Hải. Đây sẽ là trung tâm của công việc mục vụ phía Nam giáo phận. Trong thánh lễ cung hiến nhà thờ mới với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Đức Giám mục Senbin nhắc lại kỷ niệm 390 năm ngày mất của tôi tớ Chúa Phaolô Tứ Quảng Kỳ. Ngài là nhà nông học, nhà thiên văn học, nhà toán học, chính trị gia và nhà văn dưới thời nhà Minh. Ngài được nhà truyền giáo dòng tên Matteo Ricci rửa tội năm 1603. Mời quý vị cùng lắng nghe lịch công giáo. Lịch công giáo Tổng giáo phận Hà Nội từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023. Ngày mai, 19 Chúa Nhật 33 thường niên, ca vịnh tuần 1, Chúa Nhật 3 trong tháng, ngày truyền giáo của giáo phận, xứ Kẻ Xét, Ngọc Lũ, Phù Tài, họ Thanh Nê, họ Vĩnh Ninh, họ Bút Quai, họ Phùng Xá, họ Nhà Tòa và kênh hội Chầu Minh Thánh. Hôm nay, tùy theo nhu cầu mục vụ, có thể kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. 20 thứ hai, Thánh Francisco Xavier Cần, thầy giảng tử đạo năm 1837, lễ nhớ hoặc lễ kính. 21 thứ ba, Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ. Lễ nhớ có bài đọc riêng. 22 thứ tư, Thánh Cecilia, Trinh Nữ tử đạo, lễ nhớ. 23 thứ năm, Thánh Clemente I, giáo hoàng tử đạo, Thánh Columbano, viện phụ. 24 thứ sáu, Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo, lễ trọng, kỷ niệm ngày tòa thánh thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 1960. Các tín hữu hãy cảm tạ Chúa và cầu cho giáo hội tại Việt Nam. Thánh Ferro Boriecao, giám mục tử đạo năm 1838, Thánh Vicente Nguyễn Thế Điểm, linh mục tử đạo năm 1838 và Thánh Ferro Vũ Đăng Khoa, linh mục tử đạo năm 1838. 25 thứ bảy, Thánh Catarina Alessandria, Trinh Nữ tử đạo, lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy. 26 Chúa Nhật 34 thường niên, Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, lễ trọng, ca vịnh tuần 2. Hôm nay khi chầu mình Thánh Chúa phải đọc kinh dâng mình cho trái tim Chúa Giêsu. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giêsu làm vua gia đình sẽ mừng lễ sốt sắng, dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa nên thánh thiện, xứng đáng là con cái Chúa. Sứ Động Linh, Sơn Miêng, Thôi Ngôi, họ Tràng Thượng, họ Chi Long, họ Trầm Trượng, họ Thị và họ Định Vĩ chầu mình thánh. Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, linh mục tử đạo năm 1839, Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục tử đạo năm 1839. Tin mừng theo Thánh Matthew. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách.
Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn những nén bạc là một sự ngợi ca tự do của con người. Những nén bạc này biểu tượng cho những phẩm chất cá nhân mỗi chúng ta nhận được và là những trách nhiệm đã được giao phó cho mỗi chúng ta, như là gia đình, bà con lối xóm, những người cùng chung sống, cũng như thế giới và môi trường sống chung quanh chúng ta. Thiên Chúa tin tưởng và trao phó cho chúng ta những nén bạc. Ngài mong mỗi người hãy biết sử dụng những khả năng đã nhận được để làm điều tốt lành cho bản thân mình. Ước mong của Chúa là mỗi người trở nên người kiến tạo, chứ không ù lì trong sự lười biếng và bị động, tức là biết làm những điều hay, điều tốt cho mọi người xung quanh. Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, đây là những ân ban, những nén bạc, những người mà ta trao phó cho các con. Các con hãy đi và mang lại nhiều hoa trái. Có một vị tông đồ truyền giáo cho những người cùi đã viết ý tưởng của mình như sau. Tôi đã từng mơ thấy có một người đến trước tòa Chúa trong ngày phán xét và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con đã vâng theo lề luật Chúa, con đã không làm điều gì xấu, điều bất lương và điều đáng nguyền rủa. Đôi tay con hoàn toàn trong sạch. Và Chúa đã đáp lại: Quả đúng như thế, nhưng ta thấy đôi tay con hoàn toàn trống rỗng, con đã chẳng dám mạo hiểm dấn thân làm việc để có thể trổ sinh bông trái. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong dụ ngôn nén bạc, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng sẽ không thực sự là đạo Kitô giáo nếu không có cam kết và không có dấn thân vào đời. Ở trong dụ ngôn, cái người đầy tớ thứ ba đã không thể đáp lại cái sự tin tưởng của chủ mình khi ông chủ giao phó cho anh một nén bạc. Anh đã khép mình lại và sống trong nỗi sợ hãi. Anh đã bị trừng phạt bởi vì do sợ hãi nên chẳng dám làm gì. Do sợ hãi mà tự sai lầm để rồi thất bại trong sự ù lì. Anh đã đem chôn giấu nén bạc và đánh mất cái cơ hội làm lợi nén bạc dành cho anh. Kính thưa cộng đoàn, một yếu tố nữa quan trọng mà chúng ta thấy trong dụ ngôn này, đó là việc phân chia các nén bạc. Người thì 5 nén, người 3 nén, người 2 nén, người 1 nén. Cái sự phân chia này không phải là bất công cho bằng khả năng
mà người ta được trao phó có thể làm lợi. Chính vì thế không được so sánh với người khác. Vấn đề không phải là những nén bạc của người khác, mà chính nén bạc mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi. Như là Thánh Phaolô đã nói với chúng ta là có nhiều đặc sủng khác nhau. Người thì được ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được ơn hiểu biết để trình bày, người thì có khả năng chữa bệnh. Như là thân thể có nhiều bộ phận nhưng lại kết hợp nên một toàn thể, và tất cả chi thể đều quan trọng dù có khác nhau. Vâng, tùy theo khả năng của mỗi người mà Thiên Chúa trao ban những nén bạc cho mỗi người. Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn hôm nay mời gọi chúng ta biết sử dụng tốt bao nhiêu có thể để làm lợi cho những người xung quanh chúng ta, những cái nén bạc mà chúng ta đã nhận được. Không nên để đến cuối đời mình mới nói với Chúa: đây con trả lại Chúa con tim mà Chúa trao cho con. Con đã sử dụng nó rất ít để không làm những điều lỗi lầm. Tài năng mà Chúa trao cho con xin trả lại Chúa y nguyên. Nó hầu như mới tinh vì chẳng được sử dụng để phục vụ. Nhưng chúng ta nên nhớ, sự xét xử sẽ được dựa trên hoa trái mà chúng ta đã làm trổ sinh hay không, như lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Thầy chọn anh em để anh em mang lại hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại. Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống chúng ta cần có sự can đảm để dám dấn thân. Chúa Giêsu đã phản ứng mạnh mẽ với những người Pharisêu khi họ ngăn cản Chúa thực hiện những đổi mới, và họ muốn dựng lên một cái hàng rào xung quanh lề luật và những truyền thống Do Thái để mà bảo vệ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo kiểu như là nhà bảo tàng. Chúa lên án những truyền thống tôn giáo bảo thủ, chậm tiến, chậm phát triển và thay đổi theo nhu cầu của thời gian. Chúng ta không được dập tắt thần khí là gió muốn thổi đâu thì thổi để đổi mới bộ mặt trái đất. Kính thưa cộng đoàn, vào cuối đời, mỗi chúng ta sẽ bị chất vấn: có phải là môi trường sống mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta có tươi đẹp hơn, ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn không? Và khi đó, nếu môi trường sống đó quả là tươi đẹp hơn, ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn, thì Chúa Giêsu sẽ nói với mỗi chúng ta rằng: đây là người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ người. Amen. Chuyên mục Lời Chúa và Gợi ý suy niệm vừa rồi đã khép lại bản tin Tổng giáo phận Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.